Chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, 28 tháng 8 năm 2024. Sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Tây Ban Nha. Thủ tướng của Tây Ban Nha công du tới ba nước ở khu vực Tây Phi để tìm cách giải quyết vấn nạn di cư vào ngày 27 tháng 8, Thủ tướng của Tây Ban Nha là ông Pedro Sánchez đã có chuyến công du tới ba quốc gia tại khu vực Tây Phi bao gồm Mauritania, Gambia và Senegal trong bối cảnh quốc gia này đang phải chật vật đối phó với làn sóng di cư. Ba quốc gia vừa kể là những quốc gia đóng vai trò quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Gần như mỗi ngày, lực lượng tuần duyên của Tây Ban Nha đều phải giải cứu một chiếc thuyền chở hàng chục người di cư đến từ châu Phi và những chiếc thuyền này đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Nằm cách bờ biển gần nhất phía tây bắc của châu Phi chỉ 100 cây số, quần đảo Canary có xu hướng là điểm dừng chân của những người di cư hướng đến nước Pháp và các quốc gia châu Âu khác. Người đứng đầu vùng Canary là ông Fernando Cavillo đã cảnh báo rằng quần đảo Canary đang đứng trên bờ vực sụp đổ với dự đoán là số lượng người di cư có thể lên tới 50.000 người trong năm nay. Thủ tướng Sanchez đã có cuộc họp với ông Cavillo trước khi lên đường Tại cuộc họp đó thì ông Clavijo đã kêu gọi khối hiệp châu Âu phải hành động nhiều hơn nữa để quần đảo Canary không phải là đơn thương độc mã gánh chịu toàn bộ áp lực di cư của cả châu Âu. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thì từ đầu năm cho tới nay đã có 22.300 người di cư từ Tây Phi đến quần đảo Canary tăng lên tới 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, trên toàn cõi Tây Ban Nha, con số này là 31.155 người, tức là tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo, thì số lượng người di cư từ khu vực Tây Phi tới Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tăng lên trong mùa thu tới đây khi mà điều kiện thời tiết thuận lợi hơn để họ di chuyển bằng thuyền qua Đại Tây Dương. Ukraine tuyên bố kiểm soát được 100 khu dân cư ở tỉnh Kursk, Đại tướng Oleksandr Syrsky là tư lệnh quân đội của Ukraine ngày hôm qua tuyên bố quân đội của họ đã tiếp tục đạt được bước tiến ở trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Sau 3 tuần mà Ukraine tấn công thì hiện giờ họ đang kiểm soát được gần 1.300 cây số vuông lãnh thổ của tỉnh Kursk với 100 khu dân cư và bắt được 594 tù binh Nga. Tuy nhiên, ông Sersky cảnh báo Nga đang tăng cường lực lượng ở trên mặt trận Porosot ở tỉnh Donetsk Nhận định rằng tình hình tại đây rất khó khăn. Lực lượng của Nga đang cố gắng phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine đến thành phố quan trọng như là Porovsk và các khu vực lân cận. Trong cuộc họp báo cùng ngày, tổng thống Zelensky nhận định, lực lượng của quân đội Nga đang tiến nhanh hơn ở trên mặt trận Porovsk với so với trước khi Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk. Trong khi đó theo Bộ Quốc phòng của Nga, Ukraine mất đi 400 binh sĩ và 30 thiết giáp các loại, một pháo phản lực HIMARS cùng với nhiều vũ khí và phương tiện cơ giới trong 24 giờ qua. Ukraine thì vẫn chưa bình luận gì về thông tin này, cũng như chưa công bố thiệt hại của đối phương. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin Hoa Kỳ và Anh Quốc đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho Ukraine và thông tin khác về tình cuộc trong những ngày sau khi họ mở ra chiến dịch. Các thông tin trên giúp cho Ukraine theo dõi tốt hơn toàn bộ nhất cử nhất động của Nga để có thể tấn công hoặc là chặn lại đường rút lui về nước của họ. Chính quyền Hoa Kỳ cũng vẫn chưa bình luận gì về thông tin này. Một nghị sĩ của Ukraine trốn ra nước ngoài giữa lúc bị điều tra. Cơ quan điều tra của chính phủ Ukraine xác nhận rằng nghị sĩ Atom Rimichuk đã vượt biên trái phép tại tỉnh Odessa và nhập cảnh vào Moldova, sau đó lên chuyến bay tới thủ đô Rome của nước Ý cùng ngày. Theo luật thiết quân luật thì nam giới tại Ukraine trong độ tuổi từ 18 tới 60, ngoại trừ một số trường hợp không được phép rời khỏi quốc gia này vì họ có thể được kêu gọi gia nhập quân đội. Các nhà lập pháp có thể ra nước ngoài nếu được người đứng đầu quốc hội cho phép, thế nhưng nghị sĩ Artem Dimitrov không có giấy phép đó. Theo trang tin Kiev Independent, thì ông Dimitrov đã rời khỏi Ukraine một ngày trước khi ông bị tổng công tố viên là ông Andrew Kostin buộc tội tấn công một binh sĩ và một nhân viên thực thi pháp luật. Văn phòng tổng công tố không nêu lên tên trực tiếp của ông Dimitrov, nhưng các nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật đã xác nhận với hãng tin Ukraine Skavdada của Ukraine rằng nghi phạm chính là ông ta. Bà Tatiana Sapien, là cố vấn truyền thông của cơ quan điều tra chính phủ Ukraine, cho biết rằng ông Timichuk đã vượt biên trái phép. Bà cũng xác nhận rằng cuộc điều tra đối với ông này diễn ra trong một thời gian dài, thế nhưng các cáo buộc chống lại nhà lập pháp này đang chờ chữ ký của tổng công tố viên. Nhà chức trách đang điều tra một số người, bao gồm cả các nhân viên kiểm soát biên giới, vì bị tình nghi là đã trợ giúp cho ông Dimitrov vượt biên trái phép. Lần đầu tiên, Ông Dimitrus được bầu làm nghị sĩ độc lập tại đại diện cho tỉnh Odessa vào năm 2019. Sau đó, ông gia nhập vào đảng mang tên Đầy tớ của nhân dân do tổng thống Zelensky thành lập nhưng rồi bị trục xuất. Tỷ phú gốc Nga Pavel Durov bị điều tra về các buộc khiêu dâm trẻ em buôn bán ma túy ở trên Telegram. Các công tố viên của Pháp cho biết Pavel Durov, người sáng lập ra ứng dụng nhắn tin Telegram, đã bị bắt ở tại Pháp trong khuôn khổ của cuộc điều tra về các tội danh liên quan đến khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy và giao dịch gian lận trên nền tảng này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên lên tiếng về vụ bắt giữ Durov ở tại sân bay Le Bourget vào tối ngày 24 tháng 8, cho biết không có động cơ chính trị nào trong vụ bắt giữ này Tổng thống mà không khẳng định, ông đã đọc được nhiều thông tin sai lệch liên quan đến vai trò của Pháp ở trong vụ án này. Trong một tuyên bố tiếp theo, công tố viên của Paris là Laurent Berco cho biết, cuộc điều tra này có liên quan đến sự nghi ngờ việc đồng lõa trong nhiều tội danh khác nhau, gồm có điều hành một nền tảng trực tuyến, cho phép giao dịch bất hợp pháp, khiêu dâm trẻ em, muốn bán ma túy và gian lận, cũng như từ chối cung cấp thông tin cho các nhà chức trách, rửa tiền, cung cấp dịch vụ mã hóa cho tội phạm vân vân. Durov là tỷ phú người Pháp gốc Nga, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của ứng dụng nhắn tin Telegram. Trang mạng này được xếp hạng là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn sau Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và WeChat. Sang qua khu vực Trung Đông, Do Thái giải cứu thành công một con tin từ tay Hamas. Chính phủ Do Thái tuyên bố, sau một chiến dịch phức tạp ở phía nam của dãy Gaza quân đội Do Thái đã giải cứu thành công một con tin bị phe Hamas bắt giữ từ cuối năm ngoái. Con tin được giải cứu lần này là ông Kaid Fahan Al-Kadi, là một công dân của Do Thái, 52 tuổi. Hiện nay, tình trạng của ông ổn định và đang được chuyển đến bệnh viện để được kiểm tra. Theo quân đội Do Thái cho hay, ông Kaid được tự do sau một chiến dịch giải cứu phức tạp ở phía nam của dải Gaza. Ông đã bị lực lượng Hamas bắt giữ từ tháng 10 năm ngoái phe Hamas bất ngờ phóng hàng trăm trái hỏa tiễn vào lãnh thổ của Do Thái ngày 7 tháng 10 năm ngoái và bắt cóc hơn 200 người từ Do Thái mang đến giải Gaza. Một số con tin đã bị thiệt mạng, một số thì được giải cứu. Do Thái ước tính vẫn còn hơn 100 con tin đang bị phe Hamas giam giữ tại giải Gaza. Vào hồi tuần trước, Do Thái cũng đã đưa 6 thi thể của các con tin từ giải Gaza về Do Thái trong một chiến dịch quân sự giữa đêm ở Khan Yunis. Các cuộc đàm phán ngưng bắn, trao đổi con tin giữa Do Thái và Hamas cho tới nay vẫn bị bế tắc, trong khi các đợt giao tranh gần một năm qua đã khiến cho hơn 40.000 người tại giải Gaza bị thiệt mạng. Một nhóm phiến quân có liên quan đến Al-Qaeda vừa đột kích vào một ngôi làng ở miền trung của Burkina Faso, sát hại ít nhất là 100 người, gồm có dân thường và binh sĩ. Dân làng Basa Gologo, nơi cách thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso khoảng chừng 80 cây số, được yêu cầu giúp đỡ lực lượng an ninh đạo hào để bảo vệ các chốt an ninh và những ngôi làng khác ở trong khu vực. Trong lúc mà họ đang làm việc thì các tay súng thuộc về nhóm vũ trang JNIM là lực lượng có liên quan đến Al Qaeda đã xông vào ngôi làng và nổ súng. Ít nhất 100 thi thể đã xuất hiện trong các video về vụ tấn công. Các nguồn tin an ninh và nhân đạo của tờ báo Le Monde cũng cho biết, một số người chết, con số người chết dao động từ 100 đến vài trăm người và khiến đây trở thành một trong những vụ tấn công chết chóc nhất nhắm vào dân thường ở trong lịch sử của Burkina Faso. Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, tuyên bố rằng đã kiểm soát hoàn toàn một vị trí của lực lượng dân quân ở Buk... ở Baksa Logo, nơi gần với Kaya là thị trấn chiến lược mà lực lượng an ninh của Burkina Faso sử dụng để chống lại các nhóm phiến quân tìm cách tiếp cận với thủ đô Ouagadougou. Bộ trưởng an ninh của Burkina Faso vào cùng ngày cho biết chính phủ đã phản ứng với sự hỗ trợ của không quân và bộ binh. Ông xác nhận trong số những người thiệt mạng có cả binh sĩ và dân thường tuy nhiên không đề cập đến con số cụ thể. Chính quyền đã chỉ đạo cung cấp hỗ trợ y tế và nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết bảo vệ mạng sống của người dân. Chính phủ Bangladesh nợ Ấn Độ tới hơn 1 tỷ Mỹ Kim tiền mua điện Hiện nay, Bangladesh đang nợ 5 công ty chuyên cung cấp điện lực của quốc gia láng giềng Ấn Độ, tổng cộng hơn 1 tỷ Mỹ Kim tiền mua điện. Trong lúc Bangladesh vừa trải qua một cú sốc thay đổi chính phủ và nền kinh tế thì gặp nhiều khó khăn. Theo Thờ Thời báo Tài chánh của Ấn Độ mới đây cho hay, khoản nợ lớn nhất mà Bangladesh đang sở hữu là với công ty Adani Power, với con số ước tính là 800 triệu Mỹ Kim. Công ty điện lực Adani Power hiện nay đang bán điện cho quốc gia láng giềng này từ nhà máy nhiệt điện chạy bằng thang với công suất là 1.6 GW của công ty này đặt tại tiểu bang Jharkhand và qua một tuyến đường dây truyền tải riêng. Bangladesh cũng đang nợ 4 công ty sản xuất và phân phối điện của Ấn Độ khác từ 20 triệu tới 150 triệu Mỹ Kim. Hiện nay, các công ty này vẫn tiếp tục cung cấp điện cho Bangladesh, mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy các khoản nợ này sẽ sớm được thanh toán. Tuy nhiên, tình hình này có thể không kéo dài lâu vì các công ty của Ấn Độ phải duy trì sự ổn định về tài chính của họ. Vấn đề căng thẳng tài chính ở Bangladesh đã trở nên trầm trọng hơn do tình hình chính trị bất ổn như hiện nay. Quốc gia vùng Nam Á này vừa thay đổi chính phủ sau các cuộc biểu tình và bạo loạn của người dân để phản đối chính sách hạn ngạch viên chức kéo dài từ tháng 7. Thống đốc mới được bổ nhiệm của Ngân hàng Trung ương của Bangladesh là ông Asan Esmanser đã xác nhận khoản nợ lớn với công ty Adani Power. Công ty này cùng với các nhà cung cấp điện khác của Ấn Độ hiện nay đang tham gia thảo luận với chính phủ lâm thời Bangladesh để giải quyết vấn đề. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đảng Dân Chủ kiện ở tiểu bang Georgia để nhằm ngăn chặn những quy tắc chứng nhận kết quả bầu cử mới. Một số thành viên của Đảng Dân Chủ được chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris chống lưng. Họ đã khởi kiện lên tòa án của tiểu bang Georgia để ngăn chặn hai quy tắc mới đã được Hội đồng Bầu cử của tiểu bang Georgia thông qua. Vốn cho phép các viên chức bầu cử tiến hành điều tra chính đáng trước khi chứng nhận kết quả bầu cử, và cho phép các thành viên của Hội đồng Bầu cử Địa Hạt điều tra tổng số phiếu bầu. Năm 2020, ông Trump đã thua cuộc ở tại Georgia vì ít hơn 10.000 phiếu bầu. Tiểu bang này sau đó trở thành trọng tâm ở trong nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử, kèm theo với những lời tố cáo gian lận cử tri hoàn toàn là vô căn cứ. Ba thành viên mới ở trong Đảng Cộng Hòa tương đối là vô danh, đã được cơ quan lập pháp của tiểu bang và Đảng Cộng hòa ở tại Georgia bổ nhiệm vào trong hội đồng trong năm nay và đã trở thành tâm điểm sau khi Trump khen ngợi đích danh họ ở tại một trong những cuộc vận động tranh cử diễn ra ở Atlanta trong thời gian gần đây. Điều này làm dấy lên chỉ trích và lo ngại từ các thành viên của Đảng Dân Chủ rằng ba thành viên của hội đồng bầu cử này sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn để trợ giúp Donald Trump giành được chiến thắng ở tại Georgia trong cuộc bầu cử sắp tới, là điều mà ông đã không làm được trong vòng 4 năm về trước. Đảng dân chủ đang trông đợi một phán quyết từ tòa án, nêu rõ rằng các giám đốc bầu cử không có quyền tùy ý trì hoãn hay là từ chối chứng nhận kết quả. Họ yêu cầu tòa án tuyên bố rằng các giám đốc bầu cử phải chứng nhận kết quả trong cuộc bầu cử vào ngày mùng 5 tháng 11 năm nay, hoặc là chậm nhất là mùng 5 là 5 giờ chiều ngày 12 tháng 11 năm nay, ngoại trừ là có mệnh lệnh tư pháp hợp lệ yêu cầu họ không được làm như vậy. Ông Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ thiết lập một hệ thống lá chắn hỏa tiễn trên khắp nước mỹ và trách cứ tổng thống joe biden đã rút quân ra khỏi afghanistan phát biểu tại hội nghị của hiệp hội vệ binh quốc gia hoa kỳ ở thành phố detroit tiểu bang michigan mới đây ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa là ông donald trump đã cam kết sẽ lắp đặt hệ thống phòng chống hỏa tiễn tương tự như hệ thống andom tức là vòm sắt của do thái có khả năng đánh chặn các loại hỏa tiễn tầm ngắn trên không phận quốc gia của hoa kỳ Ông Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố ông sẽ tạo ra hệ thống phòng thủ kiểu vòm sắt để bảo vệ cho nước Mỹ. Trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm ngoái, ông tuyên bố là ông sẽ quyết tâm xây dựng vòm chắn vĩ đại nhất do nước Mỹ có nhiều đối thủ. Tuy nhiên, hệ thống vòm sắt là lá chắn chuyên đối phó với các loại vũ khí tầm ngắn như là hỏa tiễn máy bay không người lái nhưng không hiệu quả trước hỏa tiễn đạn đạo tầm xa trong khi đó hoa kỳ nằm giữa canada và mexico là hai quốc gia đồng minh thân cận cho nên gần như không phải đối mặt với các mối đe dọa tầm ngắn khiến cho hệ thống vòm sắt khó đạt được hiệu quả đó là theo các chuyên gia về quân sự cho hay trong bài phát biểu, ông Donald Trump cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vì đã gây ra sự đổ vỡ uy tín cũng như sự tôn trọng của người Mỹ trong chiến dịch rút quân ra khỏi đất nước Afghanistan, mặc dù trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump, chính ông Trump đã nhiều lần ra lệnh rút bớt quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan. Hồi năm 2020, ông Donald Trump đã ký thỏa thuận với Taliban là sẽ giảm dần quân số của Hoa Kỳ ở Afghanistan, sau đó rút hết quân của Hoa Kỳ trong vòng 14 tháng nếu như Taliban giữ đúng lời cam kết. Riêng Tổng thống Joe Biden khi lên nhậm chức và đã làm đúng như lời cam kết mà ông Trump đã từng ký. Thế nhưng cho rằng thỏa thuận này đã khiến cho lực lượng an ninh Afghanistan bị sụp đổ, tạo đà trỗi dậy cho phe Taliban. Cảnh sát trường của tiểu bang New Mexico tuyên bố có quyền tắt body camera sau khi đâm xe vào người khác. Cảnh sát trưởng của thành phố Albuquerque thuộc về tiểu bang New Mexico, ông Harold Medina, tuyên bố rằng ông cố tình cắt camera gắn ở trên người sau khi đâm vào một tài xế khác vào đầu năm nay về viện dẫn quyền tu chính án thứ năm của ông để nhằm không bị buộc tội, theo một cuộc điều tra nội bộ mới cho biết. Ông Medina và người vợ đã đi trên một chiếc xe bán tải không có biển số của cảnh sát vào sáng ngày 17 tháng 2 trên đường đến một cuộc họp báo, khi có hai người bắt đầu đánh nhau trên vỉa hè bên cạnh xe tải của ông, một trong những cá nhân đó đã rút súng ra bắn. Video giám sát cho thấy ông Medina tăng tốc qua ngã tư đông đúc vượt qua đèn đỏ, chiếc xe bán tải của ông lao vào giữa hai chiếc xe hơi rồi đâm vào một chiếc xe Mustang. Tài xế kia đã nhập viện với những vết thương nghiêm trọng, bao gồm có 8 xương sườn, xương đòn và xương bả vai bị gãy, phổi bị xẹp và có nhiều vết cắt. Medina bật camera gắn ở trên người lên để chứng minh rằng ông ta mang theo nó nhưng sau đó nói với các nhà điều tra là đã cố ý và có chủ đích, không ghi hình lại vụ tai nạn. Việc dẫn quyền tu chính án thứ năm của mình là không tự buộc tội. Tuyên bố của ông Medina vấp phải sự phản đối gay gắt của dư luận. Một cựu cảnh sát ở thành phố Albuquerque là ông Tom Grover nói rằng tu chính án số 5 chỉ có áp dụng khi nào một người đang bị giam giữ. Nhưng ở đây ông Medina đang thi hành công vụ. Các quy tắc của Sở Cảnh sát Albuquerque không cho phép các sĩ quan tránh ghi lại các sự cố có ghi âm bắt buộc vì bằng chứng được ghi lại ở trong video có thể được sử dụng trong một cuộc điều trong một cuộc điều tra hình sự sau đó. Hành động của ông Medina có thể đã vi phạm luật của tiểu bang, theo lời của các chuyên gia pháp lý cho hay. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành của công ty Meta, đó là ông Zuckerberg tố cáo chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gây sức ép lên công ty Facebook để kiểm duyệt nội dung Giám đốc điều hành của Meta là ông Mark Zuckerberg đã đưa ra lời hứa quan trọng với các nhà lập pháp Hoa Kỳ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và cho rằng ông sẽ chống lại mọi áp lực từ tòa bạch ốc nhằm kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội Facebook. Ông Zuckerberg thừa nhận rằng tòa bạch ốc đã liên tục gây áp lực lên công ty công nghệ này phải kiểm duyệt các bài đăng tải liên quan tới đại dịch Covid-19 trên Facebook hồi năm 2021 bao gồm cả nội dung hài hước và châm biếm, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi Facebook không đồng ý. Ông Mark Zuckerberg tin rằng việc tòa bạch ốc gây áp lực như thế là hành vi sai trái, đồng thời cho rằng ông hối tiếc vì đã không lên tiếng thẳng thắn hơn về vấn đề này. Ủy ban tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ cho biết rằng, ông Zuckerberg thừa nhận rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gây sức ép lên công ty Facebook để kiểm duyệt người Mỹ và ông cho rằng Facebook đã kiểm duyệt người Mỹ hiện nay tòa bạch ốc chưa lên tiếng về việc ông Zuckerberg đưa ra các thành viên của đảng cộng hòa tại ủy ban tư pháp hạ viện Hoa Kỳ đã ca ngợi bức thư nói trên là một chiến thắng to lớn đối với quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ công tố viên Jack Smith công bố bản cáo trạng mới đối với ông Donald Trump trong vụ can thiệp bầu cử theo đài ABC News đưa tin vào ngày thứ ba 27 tháng 8. Hôm nay đại bồi thẩm đoàn ở District of Columbia đưa ra bản cáo trạng mới ICF số 226, truy tố bị cáo đúng những tội hình sự như trong bản cáo trạng ban đầu. Theo lời phát ngôn viên của Bộ Tư pháp, tự Bộ Tư pháp loan báo vào hôm thứ ba. Bản cáo trạng này do đại bồi thẩm đoàn mới là những người mà trước đó chưa nghe bằng chứng ở trong hồ sơ này đưa ra. Bản cáo trạng mới cho thấy chính phủ cố gắng tôn trọng và thi hành phán quyết cũng như hướng dẫn của tối cao pháp viện. Bản cáo trạng mới giữ nguyên 4 tội liên bang đối với ông Donald Trump đã được đưa ra trong bản cáo trạng ban đầu của ông Smith nhưng được cắt giảm cáo buộc để phù hợp với phán quyết của tối cao pháp viện. Chẳng hạn, trong bản cáo trạng mới, ông Smith bỏ cáo buộc ông Trump tìm cách sử dụng Bộ Tư pháp để cố lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 Phán quyết của tối cao pháp viện xác định hành động đó của ông Trump là công vụ. Ông Smith công bố bản cáo trạng mới chỉ vài ngày sau khi nộp đơn lên tòa kháng án Hoa Kỳ số 11, yêu cầu hủy phán quyết của tránh án liên bang về việc hủy bỏ vụ Donald Trump đem tài liệu mật về nhà. Xong qua bản tin về thời tiết thì số trường hợp tử vong vì nắng nóng tăng gấp đôi trong vòng 25 năm qua. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết như sau, Điều đáng lo ngại xét theo thiệt hại về con người liên quan tới nhiệt độ tăng cao trên khắp nước Mỹ với tỷ lệ tử vong tăng gấp đôi trong vòng 25 năm qua. Cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ dựa trên kết quả phân tích dữ liệu ghi chép của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tức là CDC đối với các trường hợp tử vong trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2023 trong đó nhiệt độ quá cao là nguyên nhân chính hoặc một phần gây ra những cái chết của con người. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số trường hợp tử vong liên quan tới nhiệt độ cao đã tăng từ 1.069 người vào năm 1999 lên tới 2.325 người vào năm 2023, tương đương mức tăng là 117%. Trong giai đoạn đó, thì năm 2004 là năm có số người tử vong liên quan tới nhiệt độ cao với con số là thấp nhất chỉ có 311 người. Trong khi năm 2023 có tới 2.325 người là mức cao nhất. Nội dung của bản báo cáo kết quả nghiên cứu có đoạn nêu rõ. Trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2023, tỷ lệ tử vong theo độ tuổi tăng lên đáng kể vào khoảng 16.8% mỗi năm xu hướng gia tăng diễn ra trong những năm gần đây đã đảo ngược xu hướng giảm đi trước đó về số người tử vong liên quan tới nhiệt độ cao những phát hiện nói trên cũng phù hợp với các nghiên cứu toàn cầu cho thấy nhiệt độ tăng lên do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra góp phần làm gia tăng các trường hợp tử vong theo cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia hoa kỳ vào năm 2023, nhiệt độ trung bình thế giới đã tăng lên tới mức ấm nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1850. Các tác giả của cuộc nghiên cứu cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp, thì xu hướng gia tăng số trường hợp tử vong liên quan tới nhiệt độ này sẽ kéo dài khi mà nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Quay sang một bản tin khác thưa quý vị. Một nghiên cứu cho biết là 0.5% bộ não của con người là nhựa theo giáo sư Matthew Campbell thuộc về Đại học New Mexico cho biết, bộ não của con người hiện nay có 99.5% là não và 0.5% còn lại là nhựa. Các nghiên cứu cho thấy hạt vi nhựa ngày càng xâm nhập vào mô não của con người, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối với sức khỏe, nhất là khi các vi nhựa mang theo nhiều loại hóa chất độc hại, được ví như là những con ngựa thành troi, có thể hủy hoại chức năng của các bộ phận cơ thể. Số liệu thu thập được từ khám nghiệm tử thi vào đầu năm nay cho thấy vi nhựa xâm nhập vào mô não của con người ngày càng nhiều, với nồng độ cao hơn khoảng 50% so với số liệu thu thập được từ khám nghiệm tử thi của năm 2016. Nghiên cứu của giáo sư Campbell được công bố, chưa được công bố ở trên bất kỳ tập san chuyên môn nào, nhưng đã được đăng trực tuyến vào tháng 5. Tuy nhiên, Phó giáo sư Phoebe Stapleton, chuyên nghiên cứu về dược lý và độc chất ở tại Đại học Rutger, thì cho rằng sự gia tăng nói trên chỉ cho thấy mức độ phơi nhiễm chứ không cung cấp được thông tin về tổn thương của não bà lập luận rằng cần phải nghiên cứu thêm để hiểu về cách mà các hạt đó có thể xâm nhập vào tế bào não và liệu điều này có gây ra hậu quả về mặt độc tính hay không theo các chuyên gia nhựa nano đáng lo ngại nhất đối với sức khỏe con người những hạt vi nhựa và nhựa nano được ví như là những con ngựa thành trôi mang theo hàng ngàn loại hóa chất gây hại đến sức khỏe của con người khi chúng xâm nhập vào từng tế bào và mô ở trong các cơ quan chính. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Hoa Kỳ đặt mua 6 chiếc hàng không mẫu hạm mới trong tình trạng hoạt động. Một nhóm gồm hơn một nửa trong số 11 chiếc hàng không mẫu hạm của hai quân Hoa Kỳ đã đi qua Đại Tây Dương để chuyển giao vũ khí với hai chiếc tàu tiếp tế, theo những bức hình do Hải quân Hoa Kỳ công bố vào ngày 24 và 25 tháng 8 vừa qua, trong các bức hình này có thể thấy ba chiếc hàng không mẫu hạm bao gồm USS Y. Eisenhower, rồi chiếc Harry Truman và chiếc hàng không mẫu hạm Gerald Ford. Hai chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên vừa kể đó là Eisenhower và Truman có trọng lượng khoảng 97.000 tấn, còn chiếc thứ ba Gerald Ford có trọng lượng khoảng 100.000 tấn. Cả ba chiếc hàng không mẫu hạm này đều được đóng tại căn cứ hải quân Norfolk ở tiểu bang Virginia, bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Riêng chiếc Eisenhower đã trở về Norfolk vào tháng trước sau chuyến đi kéo dài 9 tháng ở khu vực Trung Đông. Nhóm hàng không mẫu hạm này đã có mặt giữa lúc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào những chiếc tàu vận tải ở khu vực Hồng Hải. Còn chiếc hàng không mẫu hạm Zero cũng đã trở về căn cứ Norfolk vào tháng 1 năm nay sau chuyến đi kéo dài 8 tháng ở khu vực châu Âu. Tuy nhiên, chuyến đi của nhóm hàng không mẫu hạm nói trên do chiếc hàng không mẫu hạm Zero dẫn đầu nay được kéo dài thêm 76 ngày sau khi cuộc xung đột giữa Hamas và Do Thái nổ ra vào tháng 10 năm ngoái trong lúc những chiếc hàng không mẫu hạm này đang hoạt động tại khu vực địa trung hải. Còn chiếc hàng không mẫu hạm Harry Truman đang trong giai đoạn hoàn thành các công tác chuẩn bị cuối cùng trước đợt điều động vào cuối năm nay. Hải quân Hoa Kỳ cho biết như sau, có 6 chiếc hàng không mẫu hạm đang được đóng ở bờ biển phía đông của nước Mỹ, trong đó có 2 chiếc đang hoạt động ở khu vực Trung Đông đến ngày 25 tháng 8. Theo hình ảnh vệ tinh, thì chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln đang hoạt động ở vịnh Oman. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm George Washington đã khởi hành từ căn cứ ở San Diego và hoạt động ở khu vực phía đông của Thái Bình Dương từ ngày 22 tháng 8, dự tính sẽ đến căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản vào mùa thu năm nay. Quốc vương Campuchia là Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monishnea Sihanouk đã rời Nông Penh vào sáng ngày 26 tháng 8 để đến Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe định kỳ cuộc tiễn quốc vương Campuchia và Hoàng Thái Hậu rời khỏi sân bay quốc tế Nông Penh đã được đánh dấu bằng buổi lễ chia tay trang trọng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia và các thành viên hoàng gia. Trong số những nhân vật nổi bật có mặt ở tại sân bay, có Chủ tịch Thượng viện Campuchia là Hun Sen, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Tối cao Campuchia là Hun Manet. Trong thời gian quốc vương Campuchia vắng mặt, Hun Sen sẽ đảm nhận vai trò quyền nguyên thủ quốc gia, bảo đảm việc lãnh đạo quốc gia khỏi bị gián đoạn chuyến thăm Bắc Kinh vì mục đích y tế lần này là một phần của truyền thống lâu đời vì các thành viên của hoàng gia Campuchia thường xuyên được kiểm tra sức khỏe ở tại Trung Quốc chuyến thăm y tế gần đây nhất của họ đến Trung Quốc diễn ra vào đầu năm nay đại sứ Trung Quốc ở Campuchia là Uông Văn Bân cũng đã tham dự cuộc tiễn đưa quốc vương Campuchia và Hoàng Thái hậu rời khỏi Nông Bình tại đó thì ông Uông nhấn mạnh đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Campuchia và Trung Quốc Tin đến từ Bangkok cho hay, tân nội các của Thái Lan có thể sẽ được công bố vào cuối tháng 8 này. Vào ngày hôm qua, đảng Phil Thai đứng đầu liên minh cầm quyền hiện nay cho biết rằng đảng Palang Pracharat thân quân đội sẽ không tham gia liên minh này. Trước đó, người lãnh đạo của đảng Palang Pracharat là ông Prawit Gonsuong đã không tham gia cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Thái Lan để bầu chọn bàn Petongong Sinawat giữ chức tân thủ tướng ở quốc gia này. Theo dự kiến thì tân nội các của Thái Lan sẽ được công bố vào cuối tháng này để cho tân chính phủ có thể bắt đầu làm việc kể từ tháng 9. Liên minh cầm quyền đặt mục tiêu đó là cần phải nhanh chóng thành lập một tân nội các để chính phủ có thể chính thức hoạt động theo quy định của Hiến pháp Thái Lan. Vào hôm 22 tháng 8 vừa qua, ông Propmin Lesuide là chánh văn phòng thủ tướng và cũng là người được chuyển giao phụ trách điều phối công tác thành lập Tân Nội Các cho biết như sau. Tất cả các chính đảng trong liên minh cầm quyền đã đề bạc các vị trí theo sự phân chia. Tuy nhiên, số lượng đề cử vượt quá tổng số ghế tại nội các Thái Lan. Do đó, nhà chức trách Thái Lan cần phải có thời gian để xem xét cũng như đánh giá kỹ lưỡng về tiêu chuẩn cũng như trình độ của các ứng cử viên để sắp xếp cho phù hợp. Tờ báo South China Morning Post ngày hôm qua đã dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Lâm Kiến, nói rằng nước này đã trao đổi với Nhật Bản và không có ý định xâm phạm và không phận bật của bất cứ quốc gia nào. Phát biểu được đưa ra sau khi Nhật Bản cáo buộc là một máy bay giò thám của quân đội Trung Quốc đã xâm phạm vào không phận và tuyên bố rằng điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một chiếc máy bay thu thập thông tin tình báo điện tử ngoài nai của Trung Quốc đã bay qua quần đảo Danjo phía tây của đảo Kyushu trong khoảng 2 phút từ 11 giờ 29 phút sáng ngày 26 tháng 8. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản sau đó đã điều động chiến đấu cơ để ứng phó. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là Masataka Okano đã triệu tập một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo để phản đối về sự xâm phạm này, yêu cầu Bắc Kinh hãy ngăn chặn các hành động tương tự. Người phát ngôn của chính phủ Nhật là Yoshimasa Hayashi gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng về chủ quyền và là mối đe dọa đối với an ninh của nước này. Đồng thời cho biết đây là lần xâm phạm không phận đầu tiên được xác nhận và công bố của máy bay quân sự Trung Quốc. Vẫn tiếp theo phần tin á châu, cảnh sát của Nam Hàn điều tra nội dung về phim khiêu dâm được sử dụng kỹ thuật deepfake tại các trường học. Vào ngày hôm qua, cảnh sát Nam Hàn đã mở cuộc điều tra về những báo cáo liên quan tới nội dung khiêu dâm được tạo ra thông qua công nghệ Deepfake tại các trường học trên toàn quốc, bao gồm cả các trường tiểu học. Tên của khoảng 300 trường học trên khắp đất nước Nam Hàn đã được đăng tải trên một phòng trò chuyện Telegram để thông báo cho các trường hợp khiêu dâm Deepfake và các cuộc điều tra của cảnh sát đã bắt đầu ở Hán Thành, Incheon và Nam Chiola danh sách này đã lan truyền vào cuối tuần trước khi mà có nhiều chương mục công khai trên nền tảng tra xã hội X đăng tải danh sách các trường học ban đầu được chia sẻ trên Telegram. Theo bài đăng tải đó thì những người tham gia một số phòng chat Telegram đã chia sẻ hình ảnh của người quen như là các bạn học và các giáo viên để tạo ra nội dung khiêu dâm bằng công nghệ deep fake. Những bức hình đó có thể dễ dàng lấy được thông qua các chương mục của các trang mạng xã hội công khai ngày càng được sử dụng nhiều hơn để tạo ra nội dung khiêu dâm bằng kỹ thuật deepfake. Các cơ quan cảnh sát của Nam Hàn trên cả nước đang thực hiện các cuộc điều tra liên quan khi mà các cuộc tranh cãi xung quanh vụ án này ngày càng nóng lên và các báo cáo từ nạn nhân hoặc là bên thứ ba. Đơn vị điều tra tội phạm của mạng Internet tại cơ quan cảnh sát tỉnh Gionam đang truy tìm hai nghi phạm, đã tạo ra cũng như phát tán nội dung khiêu dâm deepfake bằng cách tổng hợp hình ảnh của phụ nữ được đăng tải trên các trang mạng xã hội như là Instagram. Cảnh sát tại Nam Hàn cũng cho biết rằng họ có kế hoạch phản ứng nghiêm ngặt theo nguyên tắc không khoan nhượng. Nếu bị phát hiện sản xuất hoặc phát tán nội dung khiêu dâm deepfake, thì các thủ phạm có thể bị kết án tới 5 năm tù giam hoặc là bị phạt tiền lên tới hơn 37.000 Mỹ Kim theo đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan tới việc trừng phạt về tội phạm tình dục. Nước Úc giới hạn số lượng sinh viên nước ngoài nhập học để hạn chế vấn đề di cư, để nhằm giảm bớt đi áp lực về nhà ở và hạ tầng cơ sở do số người nhập tư gia tăng, thì nước Úc sẽ giảm đi số lượng sinh viên quốc tế ở tại các trường đại học và cao đẳng dạy nghề. Cụ thể đó là Úc sẽ cắt giảm gần 20.000 sinh viên quốc tế sau khi số lượng tuyển sinh được báo cáo cao kỷ lục trong năm nay, Giới hạn số lượng sinh viên quốc tế được phép theo học ở tại quốc gia châu Đại Dương này xuống còn là khoảng 270.000 sinh viên vào năm tới. Hôm qua, Bộ trưởng Giáo dục của Úc là Jason Clare cho biết, theo chính sách mới, đối với tất cả các kỳ nhập học của sinh viên quốc tế vào năm tới thì các trường đại học sẽ tiếp nhận khoảng 145.000 sinh viên ở trong nước và 95.000 sinh viên quốc tế được phân bổ cho các khóa học giáo dục và dạy nghề. Hành động này diễn ra trong bối cảnh là ngành giáo dục đại học của Úc bị chỉ trích mạnh mẽ với những tác động về kinh tế từ việc giảm bớt tuyển sinh sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho rằng biện pháp trên sẽ giúp tăng cường tính kỷ cương trong vấn đề người nhập cư. Số liệu trong năm tài chính tính cho đến tháng 5 năm nay cho thấy là có hơn 810.000 sinh viên quốc tế ghi danh nhập học các trường đại học và các khóa học nghề ở nước Úc, tăng hơn 17% so với trước thời đại dịch. Đồng thời, chính phủ Úc cũng đang chịu áp lực phải hạn chế lượng người di cư ra nước ngoài, từ mức cao là 528.000 người trong các năm 2022 và 2023 xuống còn là 260.000 người trong năm tài chính này. Trước đó, chính phủ của Úc đã tăng hơn gấp đôi chi phí xin thị thực cho sinh viên quốc tế, từ 481 Mỹ Kim lên đến hơn 1.000 Mỹ Kim. Theo Bộ trưởng Clark, thì quyết định này là một trong những biện pháp để có thêm nguồn ngân sách cho các sáng kiến giáo dục đến từ Tokyo cho hay, Thủ tướng của Nhật Bản đề nghị Trung Cộng dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảng hải sản của nước Nhật. Mới đây, Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida đã đề nghị Trung Cộng hãy dỡ bỏ lệnh cấm đối với hải sản đến từ nước Nhật. Lệnh này được áp dụng cách đây một năm, ngay sau khi nguồn nước bị nhiễm phóng xạ đã qua thanh lọc từ nhà máy Fukushima được xả ra biển vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Theo thủ tướng Kishida thì lệnh cấm của Trung cộng không dựa trên các bằng chứng khoa học, do đó cần phải được dỡ bỏ ngay lập tức. Ông cho biết trong vòng một tuần lễ sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng để thảo luận về phản ứng đối với lệnh cấm của Trung cộng, trước khi Nhật Bản biên soạn các biện pháp kinh tế vào mùa thu. Bên cạnh đó, thủ tướng của Nhật Bản cam kết rằng ông sẽ thúc đẩy việc sửa đổi luật pháp để mở rộng những sự trợ giúp cho tàu đánh cá Thủ tướng Kishida cũng cho biết thêm, ông đã theo dõi tiến trình kiểm tra để phát hiện các vật liệu phóng xạ trong hải sản tại một ngôi chợ cá ở địa phương, thậm chí ông đã ăn thử cá ngừ và tôm để chứng minh độ an toàn của các sản phẩm này. Ngành thủy sản tại tỉnh Fukushima đã gặp phải khó khăn do lệnh cấm toàn diện của Trung cộng đối với việc nhập cảng hải sản đến từ nước Nhật. Bất chấp những cố gắng của Nhật Bản, Trung cộng vẫn phản đối việc xả nước bị nhiễm xạ ra biển từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1, nơi xảy ra sự rò rỉ phóng xạ sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Theo chính phủ Nhật Bản cho hay, kể từ khi bắt đầu xả nguồn nước này thì không thấy phát hiện có bất kỳ sự bất thường nào trong tiến trình giám sát nước biển xung quanh nhà máy, kể cả nồng độ chất phóng xạ tritium Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Tòa án tại Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung về vụ án xử cựu Cục Phó Cơ quan Quản trị một Văn phòng Quốc hội Đỗ Minh Tâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông này bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 1.7 triệu mỹ kim của hai nạn nhân, trong đó có một doanh nhân người Lào, tên Việt Nam là Pha, giữ chức chủ tịch của công ty Asia Investment có trụ sở tại Viêng Chăn. Công an cho biết, trong năm 2019, ông Pha muốn xây dựng một tòa nhà hữu nghị Việt Lào ở Hà Nội. Thông qua các mối quan hệ, ông Pha được giới thiệu đến gặp hai ông Tâm và Phùng. Sau khi gặp ông Pha, hai ông Tâm và Phùng nói rằng sẽ giúp cho ông Pha mua hai mảnh đất để xây dự án và yêu cầu ông này đưa trước 1.8 triệu Mỹ kim là chi phí 6% ở trên tổng chi phí thực tế của dự án. Tin tưởng vào ông Tâm nên ông pha đã ký hợp đồng dịch vụ với Nguyễn Thế Phùng để tư vấn và hỗ trợ công ty của ông xin đầu tư dự án ở lô đất số 12 và lô đất số 09I6 ở cạnh tòa nhà Khen Nam và thời hạn để thực hiện là trong vòng 6 tháng. Ông pha sau đó đã đưa cho ông Phùng chi phí như yêu cầu trong 6 lần, mỗi lần là 300.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết thực hiện hợp đồng, không thấy nhà chức trách Hà Nội làm việc và cấp giấy phép xây dựng, cho nên ông pha đã liên lạc yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên ông Phùng mới chỉ trả lại được có 130.000 bị Kim. Đến năm 2022 thì ông Va đã tố cáo vụ việc ra công an. Vấn tin liên quan tới Việt Nam, bắt giữ phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vì đã gửi kèm đường link quảng cáo vào các trang web của cơ quan chính phủ. Ông Lê Châu Long là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa bị bắt giữ do có liên quan tới vụ xâm nhập trái phép mạng lưới máy điện toán, viễn thông của giới truyền thông chính phủ cùng bị bắt giữ với ông Lê Châu Long còn có ông Nguyễn Đăng Thông, cư trú tại huyện Phú Ninh của tỉnh Quảng Nam. Giới chức của địa phương cho hay, ông Lê Châu Long liên quan tới đường dây xâm nhập trái phép vào mạng lưới máy điện toán, mạng viễn thông hoặc là các phương tiện điện tử của người khác xảy ra tại tỉnh này cùng với các tỉnh và các thành phố khác thu lợi bất chính tới hàng chục ngàn mỹ kim. Phó Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, trong thời gian ông Lê Châu Long giữ chức vụ giám đốc trung tâm tin học của tỉnh Quảng Trị, thì ông này đã ký hợp đồng với một công ty tư nhân ở tỉnh Quảng Nam, đăng tải các đường link dẫn tới các trang quảng cáo, và ông ta đã thu lợi tới hơn 12.000 Mỹ Gim. Mỗi đường link được đăng tải trong thời gian từ 1 cho tới 3 tháng tùy theo yêu cầu hợp đồng, với giá tiền mà ông Lê Châu Long thu lợi trên mỗi đường link tùy theo từng trang quảng cáo. Các bị can khác thì bị khởi tố đó là các cán bộ cơ quan chính phủ, trong đó có cả cán bộ quản lý trang thông tin điện tử của một cơ sở ở tỉnh Quảng Nam. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 7 bị can liên quan. Công an cũng cho biết rằng từ năm 2019 cho tới năm 2024, những người này đã lợi dụng việc được giao quản trị các website, các cổng thông tin điện tử của các cơ sở, ban ngành, trường học, các tổ chức chính trị xã hội sử dụng trái phép quyền quản trị các website được thuê để thiết kế kèm theo các đường link quảng cáo với các tên miền như là gov.vn của các cơ quan chính phủ, các website có tên miền là edu.vn của các trường học để thu tiền quảng cáo trái phép. Một người đàn ông Trung Quốc bị lãnh án 8 năm tù bởi vì sắm đồ xa xỉ từ thẻ tín dụng lượm được của người khác. Sáng hôm qua, tòa án Sài Gòn đã tuyên phạt bị cáo Li Wen Chao, quốc tịch Trung Quốc, 8 năm tù về tội sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng truy tố, sau khi nhặt được thẻ tín dụng của ông Park Won Jin, quốc tịch Nam Hàn ở trên máy bay thì ông Lee Wen Chao đã dùng thẻ này để thanh toán gần 8.700 Mỹ Kim tiền mua hàng ở tại một cửa hàng ở quận 1 Sài Gòn. Thẻ có thể thanh toán mọi giao dịch kể cả trong nước và quốc tế, dạng chi tiêu trước trả tiền sau và không có mật khẩu. Trên đường đi, ông Lee Wen Chao đã vứt thẻ của ông Park Won Jin ở trên đường không được xác định được địa chỉ cụ thể. Và không lâu sau đó thì ông Park Won Jin đến công an phường Bến Nghé thuộc quận 1 trình báo về việc thẻ tiến dụng của ông bị sử dụng thanh toán tiền mua hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã bắt giữ khẩn cấp Li Wen Chao khi ông này quay lại Việt Nam về hành vi sử dụng phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại Cảnh sát, điều tra của Công an Sài Gòn và phiên tòa sơ thẩm, thì Lee Wen Chao thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ông cho biết vì một phút nổi lòng tham cho nên đã có những hành động như trên. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Hoa hậu Phương Lê bị phạt vì đã chế lời quốc ca của Cộng sản Việt Nam các cơ quan hữu trách tại Sài Gòn đã đồng ý quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô Lê Thị Hậu Phương là Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới năm 2017 vì cô này đã sửa lời quốc ca của Cộng sản Việt Nam trong buổi livestream trên mạng xã hội. Vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, bà Võ Thị Thu Sương là chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Sài Gòn cho biết rằng họ sẽ xử phạt hành chính cô Phương Lê vì hai tội đó là xuyên tạc tác phẩm gây phương hại tới danh dự và uy tín của tác giả, cũng như là cung cấp chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc. Cơ quan hữu trách không công bố cụ thể mức tiền xử phạt, thế nhưng khung hình phạt cho hành vi đầu tiên sẽ bị phạt với số tiền của Việt Nam tương đương từ 200 Mỹ Kim cho tới 400 Mỹ Kim. Còn hành vi thứ nhì sẽ bị phạt số tiền Việt Nam tương đương từ 400 cho tới 800 Mỹ Kim. Trước đó vào ngày 14 tháng 8, cô Phương Lê đã tổ chức livestream trên các chuyên mục xã hội. Trong buổi livestream này, cô Hoa hậu nói trên được nhìn thấy đã hát nhại theo bài quốc ca của Đảng Cộng sản Việt Nam, thế nhưng sai lời. Tờ báo Thanh niên trong nước mô tả, Cô hoa hậu Phương Lê đã hát câu nhạc chế nêu trên với một giọng điệu đùa cợt. Trong buổi làm việc với các giới chức địa phương thì cô Phương Lê trình bày là trong hoàn cảnh thường xuyên bị các anti-fan công kích thì cô đã có hành động bộc phát tại thời điểm đang diễn ra buổi livestream chứ không có suy nghĩ hoặc là cũng không có ý định từ trước đối với hành vi này. Nhận thấy việc này là không phù hợp cho nên hai hôm sau Cô hoa hậu này đã gỡ bỏ đoạn video và có bài viết xin lỗi. Liên quan tới vụ ồn ào này thì tờ báo tuổi trẻ trong nước cho biết rằng thời điểm xảy ra sự việc có nghệ sĩ cải lương Vũ Luân là tình nhân của cô hoa hậu Phương Lê ngồi cạnh cô này trên livestream. Bị công luận phản ứng cho nên ngày 22 tháng 8 vừa qua, ông Vũ Luân đã tự nguyện thôi làm giám khảo của cuộc thi mang tên chuông vàng vọng cổ do đài truyền hình thành phố Sài Gòn tổ chức vì lý do cá nhân. Một tai nạn thương tâm đã xảy ra ở Nghệ An. Một căn nhà bị nổ sập khiến cho chồng chết và vợ thì mất tích. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, căn nhà rộng gần 100 mét vuông của vợ chồng ông Quang ở huyện Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ An đã phát ra tiếng nổ lớn, khiến cho tường bị sập, mái tôn thì bị thổi bay ra vườn. Nhiều người dân sống cách xa khu vực xác nhận có nghe thấy tiếng nổ, trong nhà, gạch vữa vương vãi, tường đổ đè, đè lên các đồ dùng sinh hoạt. Xung quanh bụi từ vật liệu xây dựng bay mù mịt. Sức ép của vụ nổ khiến cho cửa sổ và cửa kính bị vỡ, cầu thang hư hỏng, xe bán tải đầu ở gara thì bị nứt kính trước. Tiếp cận ngôi nhà, người dân phát hiện ra ông Quang bị thiệt mạng. Trong nhà, bình ga dùng để nấu ăn thì vẫn còn nguyên và có mùi khét. Lãnh đạo của xã Tam Hợp cho biết, thời điểm trên, vợ chồng của ông Quang sinh hoạt ở bên trong, nhưng hiện tại không tìm thấy bà vợ của ông Quang. Đến 10 giờ tối cùng ngày, hiện trường vẫn còn bị phong tỏa. Nhà chức trách nghi ngờ là bà đã chết, thi thể đang bị các khối bê tông và các vật dụng đè lên. Theo báo VTC News dẫn tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, cho biết là chỉ trong tháng 7, Việt Nam đã xảy ra 3 vụ nổ, làm bị thương 3 người, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Riêng hỏa hoạn đã xảy ra 305 vụ cháy, làm chết 19 người, làm bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 440.000 Mỹ Kim và 12.2 hecta rừng. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một người làm vườn ở Los Angeles tìm thấy 4 trái liệu đạn được sản xuất từ Nga trong bụi rậm. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra sau khi một người làm vườn ở Baldwin Park của miền Nam California thông báo là ông đã phát hiện ra bốn trái liệu đạn được sản xuất từ nước Nga trong bụi rậm dọc theo đại lộ Merced. Một đội rà phá bom mìn từ Sở Cảnh sát Los Angeles đã được gọi tới. Sở Cảnh sát của Baldwin Park đã nói với đài truyền hình Fox News như sau, những trái liệu đạn nói trên được xác định là loại F1 được sản xuất từ nước Nga thế nhưng không giải thích gì thêm văn phòng cảnh sát trưởng của los angeles cho biết rằng các kỹ thuật viên rà phá bom mìn đã vô hiệu hóa những trái lựu đạn này và do hưu trách đã mở lại đường phố ngay sau đó có ba trong số bốn trái lựu đạn được xác định là an toàn thế nhưng trái lựu đạn thứ tư là một thiết bị nổ đang có thể hoạt động được Văn phòng của cơ quan FBI tại Los Angeles nói với đài Fox News như sau, họ đang hợp tác với văn phòng cảnh sát trưởng Los Angeles và cảnh sát của Baldwin Park điều tra nguồn gốc của những trái lựu đạn này. Hai giám sát viên đòi Bộ trưởng Tư pháp California truy tố ông Andrew Đỗ. Hai giám sát viên trong hội đồng giám sát Orange County, đó là giám sát viên Katrina Foley thuộc về địa hạt số 5 và giám sát viên Vincente Samiento địa hạt số 2, yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp California truy tố giám sát viên Andrew Đỗ thuộc về địa hạt số 1 và đòi vị dân cử gốc Việt này phải từ chức ngay lập tức. Ngoài ra, theo báo mạng LAX, giám sát viên Don Wagner thuộc địa hạt số 3, chủ tịch của Hội đồng Giám sát, đã nói trong cuộc họp báo vào ngày thứ Ba 27 tháng 8 rằng ông sẽ đưa ra một cuộc bỏ phiếu về việc đẩy giám sát viên Andrew Đỗ ra khỏi các hội đồng và ủy ban mà hội đồng bổ nhiệm ông ta. Nếu được thông qua, thì cuộc bỏ phiếu chính thức để đẩy Andrew Đỗ ra khỏi các ủy ban sẽ được tiến hành vào ngày 10 tháng, 10 tháng 9. Vào hôm 15 tháng 8, Orange County nộp đơn kiện Việt America Society tố cáo các thành viên của nhóm sử dụng tiền trợ giúp trong đại dịch COVID-19 khoảng hơn 10 triệu Mỹ Kim để trục lợi cá nhân, bao gồm việc mua 6 căn nhà, trong đó có một căn ở Tustin do cô Đỗ mua với giá là 1 triệu 35 ngàn Mỹ Kim vào năm ngoái, theo như đơn kiện đưa ra. Korea Nôn Đỗ là một trong những người bị kiện, vốn là con gái của giám sát viên Andrew Đỗ. Đại diện của địa hạt bao gồm có Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hành ngoại. Cô từng là lãnh đạo của Việt America Society. Ông Andrew Đỗ bị chỉ trích vì không công khai con gái của mình có vai trò lãnh đạo ở trong Việt America Society khi ông ta bỏ phiếu hoặc là quyết định rót tiền cho tổ chức này. Mặc dù điều này không vi phạm quy định của quận hạt và tiểu bang. Hôm 22 tháng 8, nhân viên FBI đã khám sát khám nhà của giám sát viên Andrew Đỗ và người vợ của ông ta là bà tránh án Cherry Phạm ở North Tustin. Sau khi khám nhà cô Rhiannon Đỗ là con gái của ông bà cũng ở Tustin và một số người khác trước đó trong cùng ngày. Cả hai căn nhà ở North Tustin và ở Tustin đều thuộc về địa hạt số 3. Sau đây là bản tin cuối. Thành phố Los Angeles dàn xếp 38 triệu Mỹ Kim vì đã xây nhà không đủ tiện nghi cho những người khuyết tật. Thành phố Los Angeles sẽ trả 38 triệu 200 ngàn Mỹ kim để giải quyết vụ kiện hồi năm 2017 sau khi tuyên bố sai sự thật dựa trên các hồ sơ liên bang cho rằng các căn chu cư giá rẻ được xây cất bằng tiền của liên bang có những điều kiện dễ dàng cho những người khuyết tật ở được. Đài truyền hình ABC đưa tin bộ tư pháp đại diện cho một cư dân ở Los Angeles là bà Meling là một người khuyết tật ngồi xe lăn để đơn kiện Hội đồng Gia cư Công bằng tại San Fernando Valley là một tổ chức ủng hộ cho quyền của những người khuyết tật. Số tiền dàn xếp của Hội đồng và bà Mayling trong thỏa thuận giải quyết vẫn chưa được xác định. Bà Mayling, 57 tuổi, phải ngồi xe lăn từ tháng 1 năm 2006, đồng thời trở thành người vô gia cư và có lúc bà phải sống trong những căn nhà không có các dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật. Theo đơn kiện thì, trong ít nhất 6 năm, thành phố Los Angeles đã không xây cất đầy đủ các tiện nghi cho những người khuyết tật trong các loại nhà giá rẻ dành cho nhiều gia đình chung sống. Một số vấn đề được đặt ra đó là cầu thang có độ dốc quá cao, kệ bếp thì cũng quá cao và lối đi khiến cho xe lăn khó ra vào được vụ kiện này cũng nêu rõ thành phố đã không giữ nguyên danh sách công khai các loại nhà ở có tiện nghi cho người khuyết tật cũng như liệt kê rõ ràng các loại tiện nghi đó đồng thời nói rằng thành phố đã cố ý và gian dối trong việc khai báo với bộ gia cư và phát triển đô thị hoa kỳ rằng họ tuân thủ đầy đủ quy định sáu năm trước khi có đơn kiện, thì thành phố Los Angeles nhận được gần 1 tỷ Mỹ Kim từ nhiều nguồn ngân quỹ khác nhau do cơ quan gia cư liên bang cung ứng cho ít nhất 28 đề án nhà ở chung cư. Và không có đề án nào trong số đó có số lượng nhà ở tối thiểu có đủ tiện nghi cho những người khuyết tật theo yêu cầu của luật định. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Việt Channel, trên Youtube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng, kính chào.